Ok các bạn, hôm nay em sẽ chia sẻ ha cách vẽ hoa cho cô khách này. Em sẽ dùng màu trắng và màu vàng nè. Em sẽ vẽ cỏ bản nha. Mình vẽ từng cánh nha cho cả nhà coi cho nó. Em mày đi từ bên trong đi ra nè. Mình vẽ hoa này là 6 cánh nha cả nhà. Đó. Tùy theo móng lớn móng nhỏ mà em có thể vẽ cánh nhiều cánh ít ha. Cái này là do mình thôi. Cái cánh mình đá nhọn hay không là tùy thôi nha cả nhà. Em mình vẽ trên đây 3 lá, 3 cánh ạ. Các nhà thấy à. Cây phất bát for me. Mình chịu cực mình vẽ một cánh hoa là mình chấm nước sơn lại một lần ha, cho cái màu nó ra cho nó đều với nhau của mỗi cánh. Dễ lắm cả nhà, mình chỉ đặt cái cỡ vô là mình kéo xuống là ra cánh hoa thôi, kéo dài kéo ngắn là tùy mình thôi. Cánh nó nhọn hay không do mình đá cái phần đuôi của cái cỏ thôi ha. Đó, các bạn thấy không, do cái phần đuôi cái cỏ mình đá ra thôi, cái cánh nó nhọn hay không. Đó, là em mình đã vẽ được 4 cái rồi nè cả nhà. Cây phút bát for me. Mình sẽ bắt đầu bỏ những cái like nhỏ lên cái bông ha. Và này mình bỏ sao cũng được ha các bạn, tùy theo mình thôi. Bỏ sao mình cảm thấy nó ok là được rồi. Ok các bạn, bây giờ đó chen vô mấy cái này nè, mình vẽ mấy cái này nhỏ thôi. Còn ở bên đây cũng vậy. Feedback for me. Like thì mình add tùy ý mình thôi.
móng cô này thì cũng hơi ngắn ha. Mấy móng dài mà có dài mình vẽ nó rất là đẹp các bạn. Có nhiều diện tích để mình vẽ hoa hơn. Mình sẽ bỏ kim tuyến ngay giữa nè. Chấm những cái chấm bi trắng ha. Ok, hút cáp cho mình. Còn bên đây cũng vậy. Cũng bỏ kim tuyến ngay giữa hai ngón này luôn. Vậy là mình hoàn thành xong hai cái bông rồi đó cả nhà. Bông này là nguyên bông 26 cánh, còn đây mình vẽ mỗi một góc 3 cánh ha. Ok, feedback for me. Bông hai ngón cái nữa nè cả nhà. Này màu trắng thôi là chấm vàng ha. Tô lên chút hoa đậm nè. Hôm này cũng rất là dễ đó nha. Em nghĩ là ai vẽ cũng được hết. Feedback for me please. Mày cũng tô lại nè cả nhà, cho đi mỗi một cánh nhà hai mày đi hai lần nước sơn. Put back for me please. Rồi bây giờ bên đây mày đi lại ha. Nhìn thấy không? Giống như bông cúc vậy, chậm lên nhau. Phân bát cho mình. Cái này mình vẽ không cần vẽ đều hết cả nha. For me. Giờ em này cũng sẽ dùng màu vàng chấm ở đây cho nó hợp với những cái bông kia. Đây rất là đơn giản, xong một cánh bông rồi.
Món này là ai vẽ cũng được các cả nhà, rất là dễ luôn. Cái bông này mình thích chia sẻ với các bạn mà mới vô nghề nail đó, làm khách hàng rồi vẽ bông, những cái gì mình vẽ rất là dễ nhanh nè. Đó, cả nhà thấy không, như cái cánh hoa cúc chồng chồng lên nhau vậy đó, nét đậm nét lợt chứ không đều nhau được ha. Còn đây là bông cỏ bản nè, cái feedback for me please. Bây giờ em sẽ bỏ nước bóng lên ha, em sẽ bỏ thớp treo lên là mình đã xong được, hoàn thành xong bộ móng của cô này nè. Màu này mà lên bông màu trắng màu vàng rất là nổi cả nhà. Back for me. Rồi bên đây nè. Nhà biết vẽ những mẫu gì nè, rất đơn giản luôn. Mình ăn tiền cũng rất ngon. Mà thấy con cái mà vẽ cái bông rất là bự à. Đó, cũng vẫn màu vàng màu trắng luôn ha. Feedback for me please. Ok các bạn, em đã vẽ xong nè, sau khi bỏ nước thớp nè, cả nhà thấy không, đây là bốn cái bông cọ bản của em ha. Đây là hai ngón cái nữa nè cả nhà, giống như hai cái bông cúc ha. Ok cả nhà, em xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video kế tiếp. Chào tạm biệt cả nhà.